chín có kỹ lắm à, và trên tay mình là đôi iPhone 6 và 6 Plus thì người về tới Việt Nam vào sáng ra sáng ngày 19 sớm hơn cả thời gian dự kiến được bán ra tại các thị trường lớn nhất là Hồng Kông. Cặp đôi này có mã GSP là hàng Hồng Kông, được nhập về bởi cửa hàng Vietfast Mobi. Cặp đôi sớm nhận được có mặt tại Việt Nam. Sau đây mình sẽ mở hộp của đôi này. Model iPhone 6 có màu xám không gian, còn model iPhone 6 Plus là màu vàng. Đi kèm theo máy còn có tai nghe, sạc và các kết nối. Không có chậm lại làm nhé. Người nào em nói chậm giờ được nghe ngay chỗ đó, giờ ngay cần gạch từ đó được giờ cao hơn. Phụ kiện theo máy bao gồm có sạc, đây là sạc ngay em để ngay đây thôi để cao. Ok. Phụ kiện theo máy bao gồm có sạc, đây là loại sạc ba chấu của thị trường Hồng Kông, say Singapore, và tai nghe vẫn là giống phiên bản cũ của 5S 25 và sạc và cáp kết nối. Cáp kết nối là loại dùng cổng USB thường chứ chưa phải cổng USB mà cắm được theo hai chiều giống như các thông tin bị lộ gần đây. Trên tay mình hai mẫu iPhone trên tay mình đây thì là đây là mẫu iPhone 6 và iPhone 6 Plus. iPhone 6 cầm rất là vừa tay, nhỏ gọn, không lớn hơn nhiều so với phiên bản 5S là bao nhiêu. Bạn có thể sử dụng dễ dàng một tay, trong khi iPhone 6 Plus thì việc sử dụng bằng tay có vẻ hơi khó khăn hơn.